Ngồi ở dưới mình thấy bạn nhìn mình hơi nhiều. Ok à. Ôi trời ơi. Ngày hôm nay mình rất vui khi đã được đến tham dự chương trình này. Và cũng là một cơ hội để mình bày tỏ với người mà mình thích. Nên là thực sự mình rất là vui. Mà em thấy tụi em... Ôi trời ơi. Nãy tí nữa mà... Nếu mà không phải là em chắc em cũng hơi buồn đó. Anh nghĩ sao về em? Anh nghĩ sao về em? Xin mời Nhật Huy. Đẹp nha. Tiên Tri có muốn làm việc không? Xin mời Tiên Tri dạy. Em cũng thích em đoán lắm chị ạ. Em đang dự đoán được một bạn thôi. Đó là Binat. Đấy đây vì Binat. Rất là hợp Binat. Nhưng mà chị nhắc em cái mẹo là lúc mà em nói chuyện á, em đừng để trái tim của mình cuốn vào ánh mắt của cô gái ấy quá. Không thì mình lộ hết. Đúng không? Anh nhìn em nè. Anh nhìn em nè. Em thấy hơi bối rối một chút đúng không? Dạ đúng. Đừng lo, chị sẽ làm em bối rối hơn. Dạ, dạ. Xin mời Phương Dung ạ. Em có thể thay mặt cả lớp chào bạn để cho bạn tự tin hơn không? Chỉ bạn một vài bí quyết để bạn hòa nhập với lớp mình nhanh hơn. Xin mời Phương Dung chào đón học sinh mới. Em để ý đợt nào ra chương trình đoạn đầu cũng mời em lên, nhưng mà đoạn sau thì không có phần nào cho em hết. Này, có thể hôm nay là em đấy, chị còn chưa chọn trong máy mà. Em lên đây đi nào. Nãy mình ngồi ở dưới mình thấy bạn nhìn mình hơi nhiều. Ok à. Ôi trời ơi. Ngày hôm nay mình rất vui khi đã được đến tham dự chương trình này. Và cũng là một cơ hội để mình bày tỏ với người mà mình thích. Nên là thực sự mình rất là vui. Và em thấy tụi em mua thực sự là một tuổi trưởng thành và trưởng trẻ của một người đàn ông. Em thấy tuổi này là một tuổi... Ôi trời ơi. Nãy tí nữa mà... Nếu mà không phải là em chắc em cũng hơi buồn đó. Thì bản thân của em là một tuổi Nhật, là một người tuổi lập khá là sớm. Vừa hết năm 12 thì em đã ra ngoài đi làm và có những mảng tài chính cá nhân riêng của mình. Thì thông thường em sẽ trích khoảng từ 10-20% số tiền mà em thu lại được em để dành hoặc để em đi đầu tư. Tức là thí dụ một tháng mình kiếm được 10 triệu thì mình chắc chắn phải để 1-2 triệu vào trong cái ống heo, và cái ống heo đó không bao giờ được lấy ra. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì cái số tiền mà em tích lại được nó cũng được khá khá. Và nếu mà em cứ giữ cái nếp sống như hiện tại và sau này thì em có thể tự tin nói với người vợ tương lai của mình rằng em chỉ cần ở bên cạnh và yêu anh thôi. Còn lại mọi thứ về tương lai và kế hoạch mà chúng ta cùng đi, anh đã chuẩn bị xong hết rồi. Wow. Wow, tuyệt vời. Dung chuẩn bị đi nhá. Tuy bạn ấy trông rất là trẻ nhưng bạn ấy đã có một cái kế hoạch tài chính rất là vững chắc. Từ lúc bạn ấy 19-20 tuổi ra tự làm thêm và cứ nguyên tắc đấy mà làm. 10-20% số tiền kiếm được sẽ bỏ vào quỹ cho vợ tương lai uống trà sữa. Bây giờ cái con số đó khoảng bao nhiêu số không em ha? Thì em có ngại bật mí cho mọi người không để vợ em an tâm? Hiện tại thì đã là 9 số. 9 số rồi ạ? Anh nghĩ sao về em? Anh nghĩ sao về em? If I say that I love you.